Hello, xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 8 tháng 3. Thì hôm nay là cái ngày mà một cái ngày tuyệt vời nhất dành cho tất cả chị em phụ nữ. Đó, hôm nay là ngày 8 tháng 3 nha. Anh em nào mà có vợ hay có người yêu thì hôm nay nhớ là mua bông hay là mua quà gì đó tặng cho các chị em phụ nữ. Tại vì một năm mới có một ngày chứ không phải bánh mì mỗi ngày mới có đâu. Cho nên là tranh thủ cái ngày này anh em thanh niên rồi đàn ông gì đó mua một cái món quà nhỏ nhỏ gì đó tặng cho tất cả chị em phụ nữ thì nó sẽ làm cho tạo cho các chị em phụ nữ nó một cái ngày người ta sẽ cảm thấy rất là tuyệt vời ha. Mà khi mà mình tặng quà cũng vậy, mình phải âm thầm mình tặng quà thì cái người phụ nữ khi mà người ta nhận quà thì người ta sẽ giật mình, người ta sẽ hết hồn nói lộn, người ta sẽ rất là xúc động nha. Đó, hôm nay là ngày 8 tháng 3 thì em chỉ có 8 thùng chim thôi chứ không có nhiều. Thì nếu mà như là ngày ngày của đàn ông thì em sẽ có một cái món quà tặng cho đàn ông, thì ngày phụ nữ thì em cũng sẽ có một cái món quà tặng cho chị em phụ nữ ha. Thì cái món quà đó nó cũng rất là đơn giản và cũng rất là có giá trị ha. Tuy là cái giá trị về vật chất nó không cao nhưng mà về giá trị tinh thần thì nó sẽ rất là cao. Cái món quà của em nó cũng rất là đơn giản, chút xíu em ra tìm rồi em sẽ nói ha. Thì hôm nay em sẽ ra trước ha, hành đất rồi thăm tước rồi. Nói chung là rất là nhiều chim chích kè lửa nữa. Đó. Thì em sẽ tắt ra ha, tắt những cái thùng này ra trước. Ok. Em bỏ cái điện thoại xuống dưới đây rồi em sẽ tắt ra cho nó dễ ha mọi người ha. Rồi, giới thiệu sơ với tất cả mọi người thì đây là cái thùng chim thăm tước ha. Thăm tước là 6 con mà, 9 con nè. Đó, thăm tước rất là đẹp luôn, hôm qua thợ có báo. Còn hai cái thùng bên này là chích kè lửa đuôi dài. Rồi thùng ở đây là phượng hoàng. Ở đây là khan đất ha. Đây khan đất nè, hai chim con biết bay rồi một con chim con biết bay. Đây là chim con nó đã tập bay rồi nha. Đó, rồi có 1 2 3 4 5 6 7 8 con chim mép gì đó. Rồi ở bên này thì có con tiểu mi và cái con chim chích kè than. Đó, bữa nay chỉ có một con chích kè than thôi. Rồi ok, em chim nào thì luôn. Chim nào ít thì em sẽ ra trước, nhiều em sẽ sau và nó lâu thì em sẽ ra sau ha. Rồi anh em nào mà ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh thì có thể nhắn tin cái địa chỉ ha, thì em sẽ có bên bộ phận shipper người ta sẽ đi giao ha, đi giao cho các anh, người ta thu tiền tại nhà. Còn anh em nào ở tỉnh thì vui lòng chuyển khoản giúp em, thì cái phần cái số tài khoản cũng như là cái địa chỉ thì họ tên tuổi gì đó thì em sẽ để ở bên dưới cái phần mô tả ha. Còn anh em nào ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh nếu mà có rảnh đến cái nhà em thì có thể xem cái địa chỉ ở bên dưới cái góc màn hình. Thì đây là cái con chim than mép ha. Than mép là giá là 350.000. Xòe, bé này xòe rất to ha. Đây. Đây, mép còn đang kè luôn. Chim mép là như vậy ha, mép đang kè. Chim này nó này mép đầu mùa không hay là truyền đầu mùa gì hết, tại vì mùa này là bắt đầu nó sinh sản rồi ha. Đó, mà bữa nay lại có cái con chim mép như thế này. Đó, giá là 350.000. Rồi, còn bên này là một con tiểu mi nè, nó có hai anh chim ở chơi cái thùng trà bá như vậy. Mà không sao đâu, tại vì xe này xe quen cho nên là tiền cước xe cái thùng chim này nó lấy rất là rẻ ha, chỉ có 30.000 thôi. Nó cho nên nó đóng thùng thoải mái luôn, em cho đóng thùng thoải mái luôn. Tiểu mi chống xe ha mọi người ha. Móng mắt mỏ đầy đủ, giá là 350.000 đây. Cái con chống thì đa số là cái mắt của nó rất là nhỏ ha, nó không có tròn to. Thì cách xem con tiểu mi và cái con chim chào màu thì nó cũng tương đối khá giống nhau ha, để cái mắt của nó. Mặt nó rất là ngầu ha. Một cái tiểu mi ha.
Rồi, cái dòng tiểu mi này thả ra nhà vui lắm, thả ra nó bay lưng lửng lưng lửng á. Xong đầu nếu này em đang nói cái tình huống vui vui thôi nha. Ví dụ như các anh mà lấy những cái con chim tiểu mi này mà ở nhà bắt ra mà lỡ mà nó có sảy á thì các anh cứ bình tĩnh ha, cứ bình tĩnh kiếm nước hay kiếm cái gì xịt cho nó ướt là nó sẽ không có bay. Tại vì nó mà sảy ra thì nó chỉ bay thấp thôi, chứ nó không có bay lên nóc nhà giống như khi con than đất là những cái dòng chim hót khác. Đó, cái con than mét này em ra nó chít chè rồi ha, nó muốn hót rồi ha. Đó, bởi vậy em nói chim đất nông nó rất là dễ chơi, màu chơi là như vậy. Ok, bây giờ ra than đất nha mọi người nha. Mọi người cứ bình tĩnh nha, đừng có hành động. Em ra chim nào em sẽ báo giá chim đó. Đó, than cái dĩa con tiểu mi hồi nãy là 250.000 ha. Đây là con than đất mép. Đây, móng đầy đủ, bao cho tất cả mọi người ha. Móng mắt mỏ đầy đủ, mặt bé này gấu lắm. Rồi, than đất này thì than đất mép này thì giá nó chỉ có 100.000 thôi nha mọi người nha. 100.000 than đất mép. Đó, một bé ha. Và anh em nào mua thì nhớ lựa ha. Ví dụ như em để từ trên xuống dưới ha. Từ trái qua phải, từ trái qua phải rồi từ trên xuống dưới. Đó. Con thứ mấy nhớ báo em. Bé này là bé thứ hai ha. Chim này mỏ rất là ngắn. Giá chỉ có 100.000 thôi. Sắp sửa ngày mai em nó gửi cho mấy con sẻ thông nữa. Sẻ thông là những cái dòng sẻ thông là sẻ bụi là những cái dòng sẻ đó nó biết hót ha. Thì ngày mai em sẽ nói thằng em nó đi lưới mấy con đó cái. Nhưng mà đa số là chỉ có chim trống và chim mái nó không có hót. Ấy, đâu xin lỗi mọi người, chim mái nó không có đá. Chim mái và chim trống nó hót giống nhau, màu nó cũng giống nhau luôn. Đó, nhưng mà con mái thì nó không có đá giống như con chim trống. Đây là bé thứ ba, rồi móng mắt mỏ đầy đủ hết ha. Cái con nào hot nè, con than đất nào hot nè, không biết con số 1 hay con số 2 đây, mới thả vô nghe nó chiu chiu. Đó, cái dòng chim ở đây nó rất là màu chơi á, than đất, than cây rồi chích kè lửa hay là cái gì cũng vậy, còn nào nó cũng màu chơi hết. Bởi vậy chim em về bao nhiêu cũng không đủ giao cho mấy anh là như vậy, tại vì cái dòng chim nó rất là màu chơi. Nhiều khi nói có bốn bé rồi nha mọi người nha, bốn bé rồi ha. Hôm qua thằng em nó nói bẫy được 9 con nhưng mà không biết nó đóng thùng hay là nó sảy làm như thế nào thì sảy hết bé rồi, chỉ còn 8 bé thôi. Ủa bé này cái mép nó trắng trắng này. Ồ, bé này là bé thứ 5. Đây. Chim còn lông phèn nha, đó chim mép là vậy, còn lông phèn luôn ha. Ồ, con thứ 5 nó xòe rất là to. Thả vô học mà em thấy nó xòe to lắm. Đây. Xòe như cái quạt mo luôn. Bé rồi ha. Cái clip của em đăng thường nó sẽ rất là dài nhưng mà có rất là nhiều anh lại thích là em đăng dài như vậy, tại vì nhiều khi em vừa quay phim như thế này em nói chuyện nó hơi téo téo ha, nói chuyện là giống như là người ta nói là đi phìn đi điên vậy đó, nhưng mà lại nhiều anh là người ta lại thích cái cách nói chuyện của em như vậy, em cũng không có hiểu vì sao nữa. Đó,
rồi. Đó, 8 bé rồi ha mọi người ha. Đây, một chim con biết bay. Đó, thằng em nó sợ. Nó sợ em không có biết phân biệt chim kiền hay là chim con, cho nên là nó phải như vậy cho em. Đây, con này chim con biết bay nè. Đấy, đấy, nó vẫn còn đòi ăn ha, nhưng mà nó đã biết bay rồi. Đây. Đã ha. Đó, chắc bữa nào em phải kiếm lồng em nuôi mấy con chim này đó. Chim con này biết bay rồi, chắc là nó cũng biết ăn ha. Ok, để rồi. Đấy. Chim con thì giá là 250.000 nha mọi người nha. Còn con chim mép thì giá nó có chỉ có 100.000 thôi. Đây, hai con biết bay nữa nè. Chút xíu em kiếm cái lồng bự em thả nó vô rồi em đút cho nó. Đây. Đây, chim con ha. Chim trống nha mọi người nha, 250.000. Cái dòng chim như thế này thì các anh nuôi nó rất là đỡ, tại vì các anh không phải chăm bẵm nó, không phải đút cho nó. Đây, hai con chim con này là một tổ nè. Rồi, hết rồi. Bây giờ tới cái thùng mì Phượng Hoàng ha, có hai con Phượng Hoàng. Để em quay xem nó phải. Hai con Phượng Hoàng không? Đây là thành tước. Móc cái lỗ nó ra này. Để nói là cái cặp Phượng Hoàng này đẹp như trong phim. Rồi đúng rồi, cái này là cặp Phượng Hoàng ha, Phượng Hoàng chống mái hay gì đó. Nguyên cặp, chắc nguyên cặp chống mái thì cái giá nó là 600.000 nha mọi người nha. Còn bây giờ em sẽ bắt đầu đem ra thành tước. Ok, trước khi ra thành tước thì em cũng chuẩn bị một ít chuối ha. Cái dòng này là dòng chim ăn trái cây. Nó là dòng hút mật, nó ăn trái cây. Nó ăn chuối, ăn xoài, ăn đu đủ. Rồi sau đó mình về mình tập cho nó ăn cám. Thỉnh thoảng nó sẽ ăn sâu ha, sâu nhỏ. Rồi cái gì nữa nè. Cứ tuần các anh nếu mà muốn nuôi cho nó sung, cho nó đẹp lông á, cứ tuần các anh chịu khó cho nó uống mật ong lần thì nó sẽ đẹp lông, mau chơi, rất là sung ha. Trời ơi, phải rạch cái lỗ nó bự ra. Em giống như bác sĩ thẩm mỹ vậy. Kiên quét lỗ, rạch lỗ. Đó. Ok. À quên nữa. Con lỡ bông này là người ta nuôi nguyên cặp chim bông, người ta sinh sản, người ta tặng cho em là chim này em không bán nha. Đó, nó đang hot á. Đó, nó đang thay lồng mà hiện tại em nuôi nó chưa có ra bông. Đó, mà em bán cái giá hên xui 5 triệu, anh em nào có muốn mua thì mua ha. Giỡn chơi chứ cái giá đó em không có muốn bán đâu. Mà em bán cũng chẳng ai dám mua đâu. Tại vì chim nó không có bông. Bán 5 triệu. Bé này hấu đói. Bé này nuôi rất là mau chơi. Rồi, thanh tước chống như vậy á, con đó là con chuyền đó mọi người. Chim trống truyền như vậy á, hay là bộ gì cũng vậy hết á. 380.000 nha mọi người nha. 380.000. Truyền hay là bộ gì cũng vậy hết, em bán là một giá. Không có phân biệt trống truyền hay trống bộ hay là đèn trống luôn nè. Trống truyền nha mọi người nha. Đây nè. Cái viền mắt này nó đang đen 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 này nè mọi người nha. Đó, em sẽ chỉ cái mũi dao ngay đây các anh để ý nè. Nó lên đen nè. Thì mai mốt nó già đi thì nó sẽ đen nhiều hơn. Rồi, hai bé rồi ha. Đó. Đó, lựa em kéo thuốc lào ghê không? Chim đắp thông nhưng mà nó cũng kéo thuốc lào ha.
giờ anh chơi cái chim đó là nguyên cặp, người ta chim bông người ta nuôi, người ta sinh sản, người ta tặng cho em á, cho nên là chim đó là em không bán nha mọi người nha. Chứ ở nhà em là ngoài con chim này ra không có con chim gì em không bán hết á. Con chim dính người bán không được thôi, chim dính người, cái con đó đó, cái con đó dính nhà em nó lâu, em nuôi nó lâu rồi cho nên em không có bán. Rồi ba bé rồi ha, thợ nó báo là chỉ có 9 bé thôi nhưng mà sao em thấy cái thùng bên kia 6, cái thùng bên này 4, là 10 rồi. Con này hót lên nè, con này bắt ra cái hót lên nè, con thứ tư. Bên này nó tá lạ luôn, cửa lỗ tùm lum. Ấy dạ, con này nó bổ ngay cái tay em. Ấy con này nó bổ em đâu quá. Ôi, nằm bé rồi ha. Bảy bé. Mấy cái dòng chim thanh tước rồi nè, khi mà các anh các chị mua về thì nó cứ hay lạch lạch á, nó không có nhảy lên cầu và nó cũng không có bay lên cao đó. Anh em nào mà chơi chim thanh tước thì cũng biết ha, nhưng mà đừng có mà thấy nó yếu yếu, thấy nó nhảy không được cái bắt ra chơi chơi mà thả thả cái là nó làm cái vụ liền á. Dòng chim này nó giả bộ hay lắm, nó giả điên hay lắm. Tám bé rồi nha mọi người. Con gì đó, ba con dưới cuối cùng con ơi. 10 bé